quý vị, cách đây tròn 60 năm, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 1961, các lực lượng vũ trang của tỉnh, lực lượng du kích và nhân dân xã Tiên Lãnh đã tổ chức vượt sông Tranh, anh dũng tiến đánh địch, giải phóng hoàn toàn hai xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc. Sáng qua, huyện Tiên Phước long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến dịch lịch sử quan trọng này. Tham dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5. Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại diện nhân chứng lịch sử trong chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh, Tiên Ngọc. Diễn văn buổi lễ đã ôn lại những cột mốc quan trọng của chiến dịch vượt sông Tranh lịch sử. Đúng 19 giờ ngày 29 tháng 10 năm 1961, tại bến đò Nà Rái, khu vườn Du, năm chiếc thuyền dưới sự chỉ huy của cô Ba Sừng bắt đầu xuất kích. Vừa áp bờ bên kia, các trung đội đã chia thành hai mũi, một mũi tiến về thôn 9, mũi thứ hai tiến chiếm khu vực Hòn Dẻo, thôn 4, hình thành thế bao vây áp đảo quân địch, đồng thời yểm trợ cho trung đội 39 và 17 tiếp tục vượt sông. Trung đội Tổng đoàn Dân vệ của Mỹ Ngụy nhanh chóng rơi vào thế bị động, cô lập. Binh lính địch hoảng loạn bỏ chạy để thoát thân. Đến 2 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 1961, sau 5 phút nổ súng, các lực lượng cách mạng đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch ở xã Tiên Lãnh. 8 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 1961, lực lượng tổng đoàn của địch đã phải rút chạy về trụ sở hội đồng thôn 2 xã Tiên Ngọc. Tại đây, lực lượng chỉ huy cùng nhiều đồng bọn của địch đã bị tiêu diệt, Tiên Lãnh được hoàn toàn giải phóng. Trong khí thế chiến thắng, ngày 2 tháng 11 năm 1961, lực lượng của ta đã chia thành hai mũi tiến công xã Tiên Ngọc. Địch ở đây hoảng loạn tháo chạy, Tiên Ngọc cũng được hoàn toàn giải phóng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường một lần nữa nhấn mạnh, thành công của chiến dịch luôn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, quân và dân Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Chiến dịch mãi mãi đi vào lịch sử quê hương, tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tôi kêu gọi đồng bào chiến sĩ huyện Tiên Phước đồng tâm hiệp lực, tận dụng thời cơ vượt qua mùa khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ của huyện lần thứ 17 đã đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh, Tiên Ngọc mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước anh hùng vững bước tiến lên. Trong phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục tham gia góp ý về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020. Là đại biểu tham gia góp ý đầu tiên trong phiên họp chiều qua, đại biểu Lê Văn Dũng nhìn nhận, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nên việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động chậm, để nợ động kéo dài. Bên cạnh đó, mức thu nhập của nhân dân còn thấp, không ổn định, nên việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn gặp khó khăn. Từ thực trạng trên đây, tôi kính đề nghị Quốc hội cần xem xét một số nội dung sau đây. Một, đối với chính sách bảo hiểm xã hội, theo quy định hiện hành, thì người hoạt động không chi trách ở các xã phường thị trấn, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất. Đề nghị sửa đổi bổ sung chính sách đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chi trách ở cấp xã và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ hai chế độ lên năm chế độ để những cái nhóm đối tượng này được hưởng đầy đủ các quyền lợi của chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay. Chiều qua, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn.
Thực hiện các nghị quyết 68, 116 của Chính phủ và nghị quyết 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quảng Nam đã nhanh chóng hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên tinh thần khẩn trương, kịp thời và đúng đối tượng. Quảng Nam đã phê duyệt hỗ trợ trên 370 tỷ đồng cho các nhóm đối tượng khác nhau trên tinh thần của các nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện các nghị quyết, nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ kịp thời như người lao động bị mất việc, ngừng việc, giảm mức đóng các loại bảo hiểm cho doanh nghiệp, người lao động, các đối tượng bị cách ly điều trị COVID-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho rằng việc hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng đã giúp người lao động, chủ sử dụng lao động phần nào giảm bớt khó khăn, tạm ổn định đời sống sản xuất. Ngoài các nghị quyết của Chính phủ, Quảng Nam đã có thêm nghị quyết để hỗ trợ các đối tượng. Điều này đã tạo thêm độ phủ rộng đối tượng cần hỗ trợ do dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, trên cơ sở những kiến nghị đề xuất của Quảng Nam cũng như một số tỉnh miền Trung trong chuyến khảo sát của đoàn đợt này sẽ giúp các bộ, ngành, cơ quan có cái nhìn tổng thể sát thực tế, từ đó có những ý kiến đề xuất với Chính phủ trong việc triển khai các nghị quyết, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cũng trong ngày 27 tháng 10, đoàn công tác trung ương do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng dẫn đầu, cùng với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Quảng Nam về triển khai Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam đã giảm tỷ lệ đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% tại thời điểm tháng 7 năm 2021 cho 3.012 đơn vị, với trên 127.500 lao động. Trên cơ sở chỉ đạo sát sao của tỉnh, Quảng Nam được đoàn công tác đánh giá là một trong các địa phương triển khai tốt tinh thần của nghị định, nghị quyết. Đây cũng là ghi nhận của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng. Đồng thời mong muốn Quảng Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đề đạt những kiến nghị, kinh nghiệm từ thực tiễn, góp phần đưa hai chính sách quan trọng này đi vào cuộc sống, hỗ trợ người lao động, cùng với toàn nền kinh tế vượt qua đại dịch trở lại trạng thái bình thường. Sáng qua, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn trực tuyến với các địa phương doanh nghiệp về thương mại Việt Nam EU năm 2021 với chủ đề EVFTA sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới. Tham dự diễn đàn có trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao. Tại điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Tốc độ tăng trưởng thương mại hai chiều Việt Nam EU sau một năm EVFTA đi vào thực thi đạt gần 55 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 12% so với giai đoạn cùng kỳ, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% và kim ngạch nhập khẩu đạt trên 16 tỷ đô la Mỹ. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp. Tại Quảng Nam, hiện nay có 60 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi thương mại sang thị trường EU, với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng của Quảng Nam với các nước EU đạt trên 88 triệu đô la Mỹ, tăng trên 16% so với năm 2020. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA là triển vọng lớn để phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam EU trong bối cảnh mới. Chiều qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo góp ý dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng các sở ngành liên quan tham dự. Theo dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quan điểm phải phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển thủy sản. Dự thảo cũng đề ra mục tiêu cụ thể là hơn 5.000 km2 diện tích biển, ven đảo được bảo tồn, gần 55.000 km2 diện tích vùng biển, ven đảo được bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tại hội thảo, các địa phương đã có báo cáo tham luận và góp ý hoàn thiện dự thảo. Đối với tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất với đánh giá xác định khu vực biển Tam Hải Núi Thành là khu vực tiềm năng bảo tồn biển. Thống nhất đưa vào danh mục khu vực biển cấm khai thác có thời hạn trong năm đối với khu vực vùng ven biển cửa đại Hội An. Thời gian cấm khai thác từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6
và đề nghị bổ sung một số nội dung về danh mục khu vực cư trú, thả rạn nhân tạo và các dự án ưu tiên đầu tư. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và các đơn vị lữ hành, lưu trú, cung ứng dịch vụ du lịch để bàn phương án đón khách quốc tế đến Quảng Nam. Theo phương án này, Quảng Nam sẽ phân ra từng giai đoạn đón khách và hướng dẫn cụ thể các điều kiện để đảm bảo đón khách một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch. Trong phương án này, giai đoạn 1, trong tháng 10 sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn. Giai đoạn 2, bắt đầu từ năm 2022, sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên. Quảng Nam cũng sẽ mở rộng dần các khu điểm du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ đảm bảo điều kiện đón khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Khách du lịch quốc tế, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài đến từ các thị trường du lịch trong nước, đáp ứng các điều kiện về chứng nhận tiêm vaccine, xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo hiểm du lịch. Đối với các khu điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ cho khách du lịch quốc tế, phải đảm bảo các tiêu chí hoạt động an toàn trong điều kiện dịch như hiện nay. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát lại các điều kiện đáp ứng các yêu cầu đặt ra trước khi tổ chức đón khách, trước mắt chọn một số khu điểm du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện đón khách thí điểm. Cũng trong chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa đã công bố quyết định số 2999 ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời bày tỏ hy vọng trên cương vị công tác mới, đồng chí Võ Như Toàn sẽ cố gắng hết mình, không ngừng học tập nghiên cứu, phát huy năng lực bản thân để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, đợt mưa lũ lớn kể từ ngày 23 tháng 10 tại Quảng Nam gây ra những sự cố lưới điện đã dồn thêm gánh nặng đối với công ty điện lực Quảng Nam, khi đơn vị vẫn còn lo toan với hậu quả của đợt mưa lũ lớn sạt lở đất do ảnh hưởng của đợt áp thấp ít ngày trước đó. Một sự cố không lường là đường dây 475E Tam Thăng bị đứt một dây ngay giữa đoạn vượt sông Trường Giang. Đây là đường dây trung áp cấp điện cho khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Phóng sự sau phản ánh nỗ lực vượt khó của công ty điện lực Quảng Nam để sớm khắc phục sự cố này. Sáng ngày 25 tháng 10, nhiều đoạn đường phố Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu. Tuyến đường dây 475E Tam Thăng băng giữa biển nước đang bị sự cố đứt dây. Đích thân, lãnh đạo công ty đã trực tiếp khảo sát hiện trường, tìm hiểu thực tế địa hình và quyết định phải tiến hành khôi phục ngay trong ngày. Theo đó, công ty giao cho phòng an toàn cùng với điện lực Tam Kỳ bàn phương án tối ưu nhất để triển khai. Tinh thần là triển khai công việc nhanh nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Điện lực Tam Kỳ đã tính toán tất cả những khó khăn phức tạp của hiện trường thực tế để lập phương án thi công chi tiết. Phương án thì cũng có huy động ga, thời gian để ra anh em để xử lý, nấu dài. Điện phố an toàn thì tiếp địa chẳng có hướng đó. 61-1 xa ha của chức tiến bóng mẹ nam T2TQA và tại vị trí 56 hai chức tiến 47 và bóng mẹ nam và trụ 1-50 của bóng mẹ nam Tân Thanh. Điện lực Tam Kỳ đã chuẩn bị xe xử lý sự cố và xe cẩu để hỗ trợ. Phương tiện chủ lực lúc này là 3 chiếc thuyền để tiếp cận hiện trường và thao tác. Cùng với những trang thiết bị công tác, đồ bảo hộ lao động, thì áo phao cứu sinh là vật dụng đã được chú trọng chuẩn bị. Chiếc xuồng nhựa nhỏ tự chế này cho thấy những người thợ điện đã sáng tạo để linh hoạt ứng phó xử lý sự cố trên địa bàn vốn từng chịu ngập lụt. Tại vị trí hiện trường, ngay sau khi nhận thông tin đã cắt điện để thao tác, lực lượng xung kích nhanh chóng tiến hành xử lý tiếp địa các suất tuyến của đường dây 475E Tam Thăng, triển khai kéo, nối, căng dây. Lúc này tại vị trí sự cố, mực nước sâu khoảng 2 mét. Khi mà xử lý sự cố đối với khu vực mà sông nước ngập lụt như thế này thì rất là khó khăn. Mà đặc biệt là đối với cái đường dây mà có tiết diện lớn 240 thì cái việc mà tổ chức để mà kéo lại dây dẫn nó rất là phức tạp.
Cho nên phương án thi công là phải sử dụng nhiều ga và kể cả là có những cái biện pháp gọi là tràn chống ga để mà mới đảm bảo được cái an toàn trong quá trình kéo dài. Trời vẫn mưa, nước lũ đang chảy mạnh, song sự quyết tâm và nỗ lực của những người thợ điện cuối cùng đã thành công. Đến 15 giờ ngày 25 tháng 10, tức là sau hơn 2 giờ lực lượng xử lý sự cố, đường dây 475E Tam Thăng đã được mang điện trở lại, kịp thời khôi phục cấp điện để phục vụ yêu cầu sản xuất của khu công nghiệp Tam Thăng. Thưa quý vị và các bạn, Lữ đoàn Công binh 270, tiền thân là Trung đoàn Công binh 270, được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 1971. Kế thừa truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong 50 năm qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã ra sức thi đua, luyện giỏi, rèn nghiêm, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy truyền thống của một đơn vị anh hùng, tiên phong, xung kích, tích cực, kiên cường, mở đường thắng lợi, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lữ đoàn Công binh 270, tiền thân là Trung đoàn Công binh 270, bằng ý chí, nghị lực và lòng quả cảm, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã đồng cam cộng khổ, vượt qua thử thách ác liệt, hy sinh dưới làn bom đạn của kẻ thù, bám rừng bám đất, bám chiến trường, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng để lực lượng vũ trang quân khu 5 giành thắng lợi rực rỡ trong chiến dịch hè thu 1972, chiến thắng Nông Sơn Trung Phước tháng 8 năm 1974, chiến thắng Phước Lâm Tiên Phước tháng 3 năm 1975, mà đỉnh cao là giải phóng các tỉnh khu 5, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong 8 năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tham gia hàng loạt chiến dịch trên chiến trường Đông Bắc Campuchia, góp phần vào công cuộc giải phóng nhân dân đất Chùa Tháp, thoát khỏi cảnh diệt chủng, xây đắp củng cố tình hữu nghị Việt Nam Campuchia anh em. Kế thừa truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hôm nay đang ra sức thi đua, luyện giỏi, rèn nghiêm, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn Công binh 270 là chặng đường lịch sử ghi nhiều dấu ấn sâu đậm với những chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn, thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trên các mặt trận, góp phần cùng với lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Truyền thống vẻ vang cùng với những bài học kinh nghiệm quý báu là hành trang cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay và mai sau kế thừa, phát huy, vững bước đi lên, viết tiếp chiến công thời kỳ mới. Thực hiện lời dạy của Bác, quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Trong những năm qua, lữ đoàn đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh 270 chung sức xây dựng nông thôn mới, với hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội. Là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, với trách nhiệm và tình cảm sâu nặng quân dân, những năm qua, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn luôn có mặt kịp thời nơi đầu sóng ngọn gió, khắc phục khó khăn, di dời hàng nghìn người dân và tài sản đến nơi an toàn, trục vớt tàu thuyền, vận chuyển lương thực thực phẩm, nước uống, cứu trợ đồng bào. Là một đơn vị công binh, lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, ứng cứu sập đổ công trình trên địa bàn quân khu nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng. Hàng năm, lữ đoàn đã cử hàng chục lượt phân đội và phương tiện cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, sạt lở núi, bám sát cùng địa phương, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Thông qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ càng ngày càng được tỏa sáng trong lòng nhân dân. Với nhiều chiến công và thành tích xuất sắc đạt được, lữ đoàn được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều năm liền, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2021, được Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 270 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thử thách bằng công sức trí tuệ, mồ hôi và xương máu của mình, đã giành được nhiều thành tích xuất sắc,
Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn, đầy tự hào mà cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 270 đã đạt được trong chặng đường 50 năm qua. Có thể nói, 50 năm qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã và đang phát huy xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng, xây đắp nên truyền thống tiên phong xung kích, tích cực, kiên cường, mở đường thắng lợi, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây đã hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin ngày mới số tiếp theo.